Các bạn, hôm nay trên bàn của mình các bạn có thể thấy rất là nhiều các sản phẩm các bạn ha. Thì đúng không? Chị em phụ nữ, nước hoa là một món hàng, món đồ gần như là phải có trong bộ sưu tập trên cái bàn trang điểm của mình. Son thì không phải nói rồi, đây là những cái phụ kiện nước hoa phải có. Ngoài ra còn có lotion nữa các bạn. Nhưng ở Việt Nam chúng ta còn một sản phẩm nữa mà là các chị cũng rất là quan tâm, nhưng hàng nó cũng khá là hiếm, đó là nhân vật chính của ngày hôm nay. Đây, mình xin giới thiệu với các bạn. Đây là một loại nước hoa dành cho tóc và cũng chính là một nhân vật chính mà mình muốn giới thiệu đến các bạn trong video ngày hôm nay. Đây chính là nước hoa dành cho tóc của hãng Maison Francis Cousin Paris, dòng Baccarat Rose 540 các bạn ha. Thì mình sẽ bỏ những cái sản phẩm này sang một bên, nước hoa, son sang một bên các bạn. Đây, dòng nước hoa tóc này ở Việt Nam khá là hiếm nha các bạn. Đó, nhưng nó là một trong những sản phẩm mà được chị em phụ nữ ở nước ngoài dùng rất là nhiều. Đó, thì ngay cái tên gọi của nó thôi các bạn biết rồi, nó dùng cho gì rồi, đó là dùng cho tóc các bạn. Đó, và mùi nước hoa của tóc thì nó sẽ không chứa cồn. Và ngoài ra nó là nước hoa dành cho tóc nên nó sẽ có những cái chất dưỡng cho tóc nữa các bạn ha. Đó, mình sẽ quay một vòng cái hộp của nó cho bạn coi. Đây, hàng Made in France các bạn ha. Của hãng MFK thì chúng ta đã biết rồi, quá nổi tiếng rồi các bạn. Đó, mã code ha. Thì cái chai nước hoa này dùng tốt nhất trong vòng 12 tháng kể từ ngày đầu tiên chúng ta sử dụng nó. Đây, chai này chỉ có 70ml thôi các bạn. Đó, bên mình đang bán sản phẩm này với giá tầm khoảng 1,8 triệu các bạn ha. Tức là nó mắc gần với một chai nước hoa bình thường rồi các bạn. Đó, mà đây là nước hoa dành riêng cho tóc. Đó, đó, đóng gói rất là giống chai nước hoa bình thường các bạn. Rồi, vì đây là một sản phẩm dành riêng cho tóc thì chúng ta sử dụng tốt nhất khi chúng ta mới gội đầu ha. Khi tóc mà chúng ta còn ẩm thì chúng ta xịt lên tóc để chúng ta tạo mùi hương cho tóc các bạn. Đó, thì cái mùi của nó sẽ giống y như mùi của Baccarat Rose 540 các bạn. Đó, nhưng mà nó sẽ không có cồn và nó sẽ nhẹ hơn. Thì thật sự đây nên một chai nước hoa tóc á, chị em phụ nữ chúng ta dùng sử dụng mà khi ra đường chúng ta hất tóc lên thôi, wow, rất là thơm các bạn. Đó, đây là một sản phẩm khá mới ở Việt Nam các bạn. Ngoài MFK làm cái này thì Chanel cũng có, Chanel, Dior này nọ có hết các bạn, nhưng mà nó hơi hiếm. Thì bên mình hiện nay mới về được có dòng MFK thôi. Trước đó thì có về được vài chai của Dior và Chanel, mà gần như là về chai nào là hết chai đó luôn các bạn. Đó, đó. Thì vì chai này là chai nguyên sim của khách nên mình không thể nào mà bóc siêu cho bạn coi được, nhưng mà mình sẽ để cái video kế bên cho bạn coi cái chai bên trong nó như thế nào. Đó, rất là thơm nha các bạn. Chỉ riêng mùi nước hoa của Baccarat Rose 540 thôi cũng đang làm mưa làm gió trên thị trường rồi. Đó, thì đây là chúng ta tiếp tục có một sản phẩm nước hoa xịt tóc chuyên dùng cho tóc các bạn. Rồi, bên mình thì bán các loại nước hoa, đồng hồ, mỹ phẩm chính hãng. Các bạn có nhu cầu có thể liên hệ với mình theo số điện thoại Zalo mình để ở đầu video, và là subscribe kênh của mình để mình tiếp tục gửi đến các bạn những cái video trên tay các sản phẩm như vậy, để các bạn có những cái nhìn đầu tiên về các sản phẩm mà các bạn muốn mua. Mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào tạm biệt.